Ủa vậy? Hừ, cái gì vậy Sam? Trời ơi, mấy bạn ơi, hình như là mình nghe tiếng Sam kêu cứu. Trời ơi, yên tâm, có Phong ở đây. Phong cận siêu nhân đẹp trai hành tinh vũ trụ. Phải tự, phải đi ra cứu bà thôi, đừng có giới thiệu hoài cho nó bà bị gì luôn á. Ok, Sam đâu rồi? Sam đâu? Ủa Sam ơi, bà leo cây chuối bà đứng làm gì vậy? Ông bị khùng không? Tự nhiên tôi leo lên cây chuối làm gì ông nhìn đây kìa. Cái lạc heo tim mình kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Trời, cái gì? Một con khỉ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1000. Trời, cái gì mà nhiều quá vậy? Trời ơi, bà Sam ơi, bà làm cái gì? Bà làm cái gì bà kêu đồng bọn của bà tới đây nhiều vậy? Hả? Khỉ, sao đồng bọn tôi là khỉ, tôi là cá mập mà. Ông bị khùng không? À, quên các bạn ơi, Sammy có cái linh vật là con cá mập chứ không phải là con khỉ. Quên. Ok. Trời đất cô là trời. Trời ơi trời, thôi yên tâm đi, xuống ở đây mấy con khỉ này nó hiền lắm. Ủa mà sao tự nhiên bà leo đó bà đứng gì vậy? Ai mà biết được. Trời đất ơi, tôi sợ mấy con khỉ, tôi leo lên mà bây giờ tôi leo lên biết cách leo mà tôi không biết cách leo xuống nè. Trời ơi là trời, cái bà này. Ê, cái gì vậy? Mấy bạn ơi, hình như mình thấy có mấy con khỉ nó bay lên trời luôn kìa bạn. Ui nó, wow, mấy con khỉ này nó giỏi với ta, nó nhảy một phát nhảy lên trời luôn. Wow. Ủa, khoan từ, mình phải cứu Sam chứ, từ nãy giờ mình lo mà đứng mình ngắm mấy con khỉ này làm gì trời. Ok, Sam yên tâm, tôi có cách cứu bài, yên tâm cứ đứng yên đó nha. Bụp. Trời, cái gì vậy Sam? Cái gì vậy? Tỉnh dậy. Ây da, trời đất ơi, ông tin tôi lấy còn chỗ đập vào đầu không? Ôi trời, tôi xin lỗi mà làm gì ghê, tôi cứu bà không cảm ơn tôi thì thôi nữa. Nhưng mà khoan, Sam ơi bà yên tâm nha, mấy con khỉ này nó hiền lắm, nó không có gọi tấn công mình đâu, bà nhìn mặt nó đi đó, dễ thương không? Dễ thương quá trời dễ thương nè. Ok, rồi để tôi xem coi. Ui trời ơi mấy bạn ơi, làng Hero Team của bọn mình đã bị loài khỉ xâm chiếm rồi bạn ơi. Trời ơi trời, ủa, con này là con khỉ hay là con tinh tinh hay là con dượng vậy ta? Ủa hình như con này là con khỉ các bạn ơi. Đó, con tinh tinh là nó sẽ to hơn. À. Wow. Ôi Sam ơi, cái con khỉ này nó cầm cái gì nè? Trời, nó cầm nước cánh luôn. Ôi trời ơi khỉ ơi, mày kiếm ở đâu ra cái cánh đẹp quá vậy? Chỗ cho tao xin đi được không? Ủa trời, nó xong nó không thèm quan tâm mình luôn các bạn ơi. Ai, ủa mà Sam ơi, tại sao mà trong làng mình tự nhiên xuất hiện nhiều khỉ vậy? Trời đó, ông nhìn đi, làng mình quá trời nè, quá trời cái chuỗi này nè. Thì quá trời chuỗi này, bây giờ mấy con khỉ từ đông từ tây từ nam từ bắc nó kéo lại làng mình nó sống luôn không? Trời ơi là trời, thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Mình đã nói rồi mà, trồng chuối trong làng nhiều vô, xong cuối cùng bây giờ mấy con khỉ nó nghe mùi chuối xong nó chạy đến đây, thấy không? Quá trời luôn. Rồi riết rồi cái làng Hero Team trở thành cái sở thú luôn á trời. Trời ơi trời. Thôi được rồi, bây giờ bà để im đi, để tôi sẽ rồi tìm cách giải quyết cho. Bây giờ không biết cách luôn à. Tất nhiên rồi, trời ơi trời, cái gì mà không có cách giải quyết đúng không? Bây giờ là để tôi xem coi. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu xem mấy con khỉ này từ đâu đến. Chúng ta cần phải nói chuyện với bọn nó, hiểu không? Tôi kiếm con khỉ là tôi nói chuyện với nó coi. À đây. Ông Phong ông biết nói tiếng khỉ luôn hả? Trời ơi, tôi biết mà, bà coi luôn nè. Đó, bà biết tại sao không? Bởi vì loài người chúng ta trước kia là một loài khỉ, sau đó chúng ta mới tiến hóa là thành con người mà, cho nên là tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể nói chuyện được với bọn nó. Bà coi tôi nè. Ok. Rồi. Có một bé khỉ ở đây nè, để tôi nói chuyện với bé khỉ coi. Mà giờ nói sao? Mày bị điên à? Trời ơi, nó tào lao quá à. Không biết cách nói cái tiếng khỉ. Ok. Để tôi nói cho. Tôi giỡn á, coi tôi nè. Cục tét. Cục tét. Trời đất ơi, tôi ăn không bây giờ. Ông nghĩ sao đó là tiếng của con gà. Quên các bạn ơi, quên. Tôi nhầm. Lại. Ok. Nè, bây giờ nghe tôi nói tiếng của con khỉ nè. Rồi. Ủa nhỉn. Ủa nhỉn. Sao? Mà cười gì? Ông đang nói cái tiếng của ông đó Phong. Ủa tiếng của tôi, tiếng của tôi hồi nào? Là tiếng lần đó Phong. Hả? Ở đâu lên tiếng lần làm gì vậy? Trời đó. Trời, cái bà này ý bà kêu tôi là con lợn á hả? Bà này kỳ quá nha. Vô duyên vô văn quá trời. Ơi. Tôi là Phong Cận. Mấy bạn ơi, mình là Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ mà Sam dám kêu là mình nói tiếng giống con heo nữa bạn. Trời ơi. Bà ông nè, thì y chang nhau là hai anh em xuyên đôi luôn. Văn quá. Ra chuyện. Vô văn quá. Trời. Hay thôi rồi, tôi giỡn á chứ làm sao mà tôi nói chuyện với mấy con này được. Bây giờ tìm cách nào để dụ bọn nó ra khỏi làng đây ta? Con khỉ thì nó sẽ thích cái gì ta? Để xem coi. Khoan. Con khỉ này nó mới nói gì nè? Hình như tôi mới thấy nó hiện lên gì nè Sam. Từ từ. Hình như tôi mới thấy nó hiện lên hình quả chuối hay sao á. Hình như là nó đang muốn ăn chuối á. Thì ăn chuối mà. Bây giờ làm sao ta?
tôi hiểu rồi, nó thấy không, nó hiện ra nè. Bây giờ á, bọn mình gọi là đi hái thật là nhiều chuối ở đây đi, xong bọn mình đưa cho bọn nó, rồi bọn mình kêu bọn nó là rồi ở đây bọn tao đưa mày hết chuối á, mày đi ra chỗ khác đi, là bọn nó thấy hết chuối rồi, bọn nó sẽ tự động đi đi ra nơi khác sống liền, hiểu không? Hay ta. Được á, bây giờ mình hái sắc chuối thế nào bọn này cũng bỏ đi à? Đúng rồi, đi hái đi. Trời ơi trời. Cái gì chứ đơn giản, mình chỉ cần gọi là hái hết cái đống chuối này xong đưa cho bọn nó là được chứ gì. Nói chung á bạn, là mấy con khỉ nè, mình nghĩ rằng bọn nó tới đây là bởi vì bọn nó thấy ở làng của bọn mình trồng nhiều chuối quá, cho nên là nó thích ăn chuối rồi nó đến nó hái thôi chứ có gì đâu. Cho nên là bọn mình chỉ cần hái chuối đưa bọn nó hết là xong. Trời, quá đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Sammy này đúng là nước thiệt. Để tôi hứa cái gì mà hứa. Bà làm như tôi nói sai vậy. Ôi trời, có một cái cây chuối mà 3-4 con khỉ nó leo lên luôn hả bạn? Trời ơi. Ôi mà nó leo nhanh ghê luôn á Sam, nó leo hay ghê luôn á. Trời. Thôi. Khỉ mà. Thôi mà cây được mà đây tôi hái cho xong cái đống chuối này xong tôi đưa cho bọn nó về giùm tôi nhìn mà nó đưa nhức đầu quá. Ok, hái rồi, xong rồi, sắp xong rồi. Rồi, xong rồi nè, bây giờ mấy bạn ơi, mình đã hái xong hết tất cả chuối trong làng luôn rồi, coi như là bây giờ không còn quả nào luôn rồi đó. Hey, bây giờ nè mấy em tập hợp ở đây mấy em ơi. Mấy em khỉ ơi, tập hợp đây. Bây giờ anh nói cho mấy em nghe nè. Mấy em đến đây bởi vì mấy em thấy trong làng của anh có nhiều chuối quá đúng không? Bây giờ anh đã hái hết chuối rồi, bây giờ không còn trái nào đâu. Bây giờ anh phát cho mỗi đứa một trái xong rồi mấy đứa gọi là đi ra nơi khác sống được không? Sao tôi thấy ánh mắt của bọn nó nhìn tôi có vẻ thèm thuồng quá ta? Trời ơi, ông đang cầm quả chuối kìa ông nội. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con khỉ này nó thấy mình cầm quả chuối xong nó đuổi theo mình nó giành mấy bạn ơi. Ôi mấy con khỉ này từ từ anh phát cho. Trời ơi mấy đứa đừng dí theo anh như vậy. Trời nó cào mình mấy bạn ơi. Trời mấy con khỉ này vô duyên quá. Trời ơi. Trời ơi cái quần không ơi. Cái bà này vô duyên. Từ từ để tôi xem coi. Ôi mấy em bình tĩnh từ từ anh chia cho mỗi đứa một quả nha được chưa? Ủa khoan. Con khỉ này nó có cầm cái cục sắt nè. Ôi Sam, con khỉ nó cầm cái cục sắt nè Sam. Ôi còn có mấy con tôi thấy. Ui này có con bên nó cầm cái cục vàng nữa nè, hình như là nó muốn đổi vàng lấy chuối hay sao á. Trời ơi lời dữ vậy. Ui trời ơi xịn vậy ta, vậy là chúng ta có thể đổi cục vàng đổi qua chuối để lấy được cục vàng luôn hả ta. Trời ơi nghe xịn dữ vậy trời. Ui hợp lý nha, để tôi thử đổi với bọn nó coi. Đây nè bé khỉ đáng yêu ơi, bây giờ anh đổi cho em quả chuối rồi em đưa anh cục vàng nha. Ok lấy đi nè, lấy đi rồi. Ok cục vàng của anh đâu? Ủa sao rồi, ủa sao nó cất, ủa nó cất cục vàng vô luôn rồi. Ủa vàng đâu? Ủa kỳ quá vậy mấy bạn, tính ra là hồi nãy nó cầm cục vàng mình tưởng là nó tính đổi chuối lấy vàng chứ ai dè đâu nó mình đưa nó chuối xong đầu nó cất cục vàng vô luôn. Con khỉ này vô duyên vô ăn quá hải dù hả mày. Thôi bây giờ mệt quá, bây giờ tôi nói thiệt với bà luôn nha, giờ thôi giờ tôi không quan tâm mấy con này từ từ đâu đến nữa, bây giờ phải tìm cách để đuổi bọn nó ra khỏi làng mình đi chứ bọn nó phá làng hư nát luôn cái làng luôn á. Thì đó, bây giờ dùng hết đi. Bây giờ tôi thấy khổ quá rồi. Tại đây nghe từng tiếng khỉ không à. Tưởng bây giờ tôi tưởng là tôi là khỉ luôn á Phong. Trời ơi trời, tôi nãy tôi đứng kế bên bọn nó cào tôi quá trời quá đất. Tôi muốn gọi là tôi sắp gọi là bệnh với bọn nó luôn rồi nè. Bây giờ làm cách nào để đuổi bọn nó ra khỏi làng đi ta. Khó hiểu quá, khó suy nghĩ quá. Bạn heo ơi, có cách nào không? Ai mà biết được. Thôi nhìn mặt mày ngu quá, chắc mày không có cách nào đâu ha. Sao ơi, mày có cách nào không? Mặt tôi vậy có cách nào không? Trời ơi, vậy có nghĩa là bà ngu hơn con heo này luôn hả? Trời ơi. Giỡn. Ơi, bây giờ tìm cách nào để đuổi mấy con khỉ ra khỏi làng đây ta? Để mình suy nghĩ coi. Con khỉ bọn nó đến làng của bọn mình bởi vì là làng bọn mình trồng nhiều chuối. Vậy bây giờ đuổi được bọn nó đi có một cách rất đơn giản. Đúng rồi, một cách rất là đơn giản thôi, đó chính là chỉ cần phá hết tất cả những cây chuối trong làng là xong. Trời, quá đơn giản luôn bạn ơi. Trời ơi, Sam ơi, vậy mà tôi không nghĩ ra. Bây giờ nha, tôi chỉ bà nè, bây giờ bà bấm vô kho đồ đi. Xong bà lấy cho tôi một cái cây rìu, đây cái cây cưa nè, lấy cái máy cưa đi. Đó, ok. Rồi bây giờ bà phụ tôi cùng nhau đi cưa hết mấy cây chuối trong làng là mấy con khỉ nó không ở trong làng nữa, hiểu không? Ok, hiểu. Rồi ok, rồi đi cưa đi. Mày ok. Hay, tính ra dễ vậy mà sao mình không nghĩ ra ta. Đúng rồi ha, bây giờ mình có hái hết mấy cái quả chuối á thì bọn nó cũng sẽ ở lại đây thôi, bởi vì bọn nó cũng biết rằng cây chuối sẽ mập lại thêm chuối, thế nào bọn nó cũng sẽ ở lại đây tiếp, cho nên bây giờ chỉ cần phá hủy hết mấy cây chuối này là xong. Trời, hết sức đơn giản. Ok, ở con khỉ đang đứng trên cây chuối kìa, có nên cưa không ta? Thôi tội nghiệp nó quá, tí nữa mình cưa sau. Rồi giờ mình qua bên cây này mình cưa đi. Ok, cưa nè.
tránh ra, mấy con tránh ra coi, coi chừng anh cưa trúng đuôi bằng mày, cái mày lụng mày rụng đuôi luôn bây giờ nè. Nhanh ra chỗ khác. Rồi tạm biệt tụi mày nha, về nhà cẩn thận nha, về nhà đi, ở chỗ này không còn chuối đâu mà tụi mày đến. Rồi nha, bye bye nha, tạm biệt. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, cuối cùng thì mấy con khỉ nó cũng chịu về nhà rồi mấy bạn ơi. Đó, bạn thấy không, sau khi mà mình gọi là phá sạch mấy cây chuối trong làng thì bây giờ mấy con khỉ nó đã đi hết rồi, nó không còn ở đây nữa. Cảm giác thế giới thật là yên bình mấy bạn ơi. Thôi được rồi, coi như là bọn mình sẽ trồng lại mấy cái chuối sau. Tạm thời thì mình phải phá đi để cho mấy con khỉ nó không ở đây nữa bạn ơi, tại vì trước sau dịch cũng bắt trồng lại à. Mà mình không hiểu tại sao ông dịch ông lại thích trồng mấy cây chuối trong làng làm gì ta. Mấy bạn hãy thử bình luận cho mình biết lý do vì sao ông dịch thích trồng chuối trong làng nha bạn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nói. Tạm biệt.